CDT News, 10 thói quen hàng đầu giết chết trí thông minh. Có thể bạn không tin và nghĩ rằng vài thói quen nhỏ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Nhưng thực tế một số thói quen nhất định có thể khiến bạn càng ngày càng thiếu minh mẫn, kém trí tuệ. 1. Ngủ thừa giấc. Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng việc ngủ thừa giấc, tức ngủ quá thời gian từ 6 đến 9 tiếng mỗi ngày, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn làm tăng nguy cơ mắc phải những căn bệnh chết người như tiểu đường. 2. Lười tập thể dục. Tập thể dục thường xuyên có lẽ là cách tốt nhất để nâng cao sức khỏe tinh thần. Ngược lại, lười tập thể dục khiến con người dễ căng thẳng, đồng thời mắc một số bệnh về tâm lý. 3. Thức uống có cồn. Không chỉ khiến con người lo âu, suy nhược cơ thể, việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn được cho là nguyên nhân gây ra các vấn đề về trí nhớ. 4. Căng thẳng. Căng thẳng không được coi là một thói quen, nhưng nếu chúng ta không biết kiểm soát và giải tỏa sự căng thẳng thì nó lại là yếu tố có thể giết chết trí thông minh. 5. Hút thuốc. Hút thuốc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chức năng bình thường của các tế bào não, gây suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng đến trí tuệ trong thời gian dài. 6. Thiếu ngủ. Thiếu ngủ có thể gây mất cân bằng chức năng não bộ và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến con người giảm sút trí thông minh. 7. Ma túy. Đây là một trong những sát thủ tàn phá nghiêm trọng trí tuệ con người, gây lo âu, suy nhược cơ thể, đặc biệt có thể gây ảo giác dẫn tới những hành vi mất kiểm soát nguy hiểm. 8. Không muốn học cái mới. Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và sức khỏe tinh thần. Não bộ sẽ trở nên trì trệ nếu bạn không bổ sung thông tin mới. 9. Thói quen ăn uống. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ rán, đồ ăn nhanh hay những loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí thông minh bởi nó làm suy giảm khả năng xử lý thông tin của não bộ qua thời gian. 10. Lối sống không hòa nhập. Một cuộc sống thiếu sự hòa nhập cộng đồng cũng là một yếu tố làm suy giảm trí tuệ của con người. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé!